Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Phạm Minh Chính ngủ chung với giặc. Mới lên làm thủ tướng vào cuối tháng 5 năm 2021, ông Phạm Minh Chính đã rất tự mãn. Phát biểu về công tác chống dịch, ông ta nói rằng tinh thần chống dịch như chống giặc, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, thần tốc hơn. Đó là lời phát biểu của ông Phạm Minh Chính tại buổi khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc vào sáng ngày 29 tháng 5. Trong buổi họp mặt ấy, ông Phạm Minh Chính nói rằng tình hình mới diễn biến phức tạp hơn của dịch bệnh đòi hỏi phải có những giải pháp tích cực hơn, phù hợp hơn, hiệu quả hơn thì mới có thể kiềm chế và đẩy lùi dịch bệnh. Đặc biệt tại các thành phố lớn và các khu công nghiệp, theo tinh thần chung là chống dịch như chống giặc, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, thần tốc hơn. Với tư duy chuyên chính vô sản như thế và luôn cai trị người dân bằng bạo lực nên dùng ngôn từ mang màu sắc chém giết rất dã man. Làm ông thủ tướng mà làm gì cũng xem như cầm súng nhắm thẳng vào quân thủ mà bắn thì có thể nói ông ta làm gì cũng bị bại mà thôi. Chuyện chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng quá khứ xa rồi. Việc chống dịch hoàn toàn khác với chống giặc. Không thể đem chuyện chống giặc vào việc chống dịch một cách máy móc cho được. Tính từ đầu năm 2020 đến thời điểm ông Phạm Minh Chính phát biểu câu nói trên, thì thời gian tổng cộng là 1 năm rưỡi. Ấy vậy mà ông Chính không nhận ra tư duy chống giặc của ông đã quá lỗi thời. Không súng ống nào có thể chống được con virus corona được, mà cần phải có cái đầu khoa học. Tuy nhiên, cái đầu khoa học là thứ mà người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và ông Phạm Minh Chính nói riêng là đang thiếu trầm trọng. Đây là hình ảnh Đảng Cộng sản Việt Nam đao to búa lớn hô hào chống dịch như chống giặc. Từ ngày 29 tháng 5, cơn đại dịch đã có dấu hiệu nghiêm trọng hơn. Những đợt dịch ẩm đến cho thấy cường độ mạnh hơn trước rất nhiều. Không hiểu, ông Phạm Minh Chính lại không nhận ra điều đó, cho nên vẫn rất chủ quan, dùng tư duy chống giặc để đem đi chống dịch. Lúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình giải pháp cấp bách phòng chống COVID-19, ông Chính cũng thừa nhận là diễn biến mới có đòi hỏi giải pháp tích cực hơn, toàn diện hơn, phù hợp hơn. Tuy nhiên, ông vẫn trung thành với suy nghĩ cho rằng chống dịch như chống giặc thì xem như thua trận này. Và khi trận này bị thua, thì hàng trăm ngàn người dân Việt Nam sẽ phải chết đi một cái chết oan ức và đau khổ. Đây hoàn toàn là lỗi của hệ thống chính trị mà người đứng đầu là ông Tổng Bí Thư và ông Thủ tướng phải chịu trách nhiệm. Vừa lòng đảng và có lẽ là con virus khiếp sợ chăng nhưng đã sai. Tại kỳ họp đó, ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực và ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng kiêm trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và cũng có ông Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long, ông Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn và ông Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, ông Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt. Phải nói rằng bộ máy chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã dồn hết quân tung vào trận chiến này nhưng dường như đã thua. Chưa hết, tham dự hội nghị tại các điểm đầu địa phương có ông Nguyễn Văn Nên và ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Nếu là thường dân mà nghe tên tuổi như ông này, chắc người ta rất choáng ngợp. Tuy nhiên, đây là ảo tưởng mà thôi. Nó không những không ngán mà còn tấn công mạnh hơn, đó là những con virus. Và cho đến hôm nay, đã 3 tháng trôi qua mà cơn đại dịch vẫn chưa lắng xuống mà dường như ngày càng tăng lên. Tư duy hù dọa, kéo đông người khoe khoang lực lượng rầm rộ với súng ống, nhưng cuối cùng thì sao? Là bị con virus vật cho tới bời. Với Đảng Cộng sản Việt Nam thì những gì họ làm là có lực lượng chứ không có chất, nhiều người nhưng chẳng có gì ra hồn cả. Và trả giá là những gì? Với một dàn lãnh đạo ông nào ông nấy quyền to chức trọng, tuy nhiên đông mà thiếu cái đầu thì để kết quả chống dịch cũng là con số 0. Cho đến tháng 7 khi dịch đã vô cùng nguy hiểm, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cố chấp đặt mục tiêu kép. Họ thiếu năng lực nhưng họ rất tham lam. Vừa chống dịch tốt vừa phát triển kinh tế tốt. Thực tế thì dàn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không những không thực hiện được mục tiêu nào mà còn làm cho người dân phải gánh chịu thảm họa kép. Họ vừa bị cái đói đe dọa và cũng bị bệnh dịch đe dọa. Hàng chục nghìn người đã chết. Bí thư, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phải nhờ ông Phan Văn Giang đưa quân với súng AK đeo rủng rỉnh bên người để tiến vào Sài Gòn chống dịch. Cho tới bây giờ,
người dân Việt Nam không thể hiểu nổi chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ đưa lính tráng và súng ống vào thành phố để chống dịch kiểu gì, và cũng xuất hiện rất nhiều những chiếc xe thiết giáp. Chả nhẽ dùng súng để bắn chết con virus, cho nên người dân thấy cây súng AK rất vô dụng. Nhiều người cho đến giờ họ không hiểu tại sao cả một dàn lãnh đạo đồng đúc mà không đưa ra được một kế sách nào ra hồn. Chất lượng chất xám của Đảng Cộng sản Việt Nam là vấn đề rất lớn trong công tác chống dịch. Phải nói rằng nó rất tồi tệ. Đây là hình ảnh những khẩu súng AK cũng bất lực trước virus corona. Cho đến nay, kết quả chống dịch như chống giặc đã hoàn toàn thất bại. Người lính cầm súng AK vào thành phố không có tác dụng gì với con virus cả. Số ca nhiễm vẫn tăng và tỷ lệ tử vong vẫn rất cao chứ không hề thuyên giảm. Điều đáng nói là khi quân đội vào thành phố thì cuộc sống người dân trở nên ngột ngạt hơn. Người lính chỉ được đào tạo để đánh giặc chứ không phải để chống dịch. Tuy nhiên, do lãnh đạo cứ xem dịch là giặc nên đem chống dịch bằng cách đưa quân lính trào vào thành phố, nên đã thất bại ê chề. Người lính không biết đi chợ, không rành đường nên họ làm cho người dân trở nên bị tù túng và đói hơn. Chính sách thất bại và người dân đã phải trả giá quá đắt cho sai lầm của lãnh đạo. Người dân chết rất nhiều, mạng sống của họ đã bị cướp đi và người chịu trách nhiệm là Đảng Cộng sản. Lớp chết vì dịch và lớp chết khác cũng vì đói, nói chung là rất bi thảm. Và đợi toang rồi mới nhận thức được xem Covid là giặc, chính là nhận thức sai lầm ngay từ đầu. Nhận thức sai nhưng Đảng đã ngoan cố, không nhận sai, nên đã đẩy người dân đến sự khốn cùng vừa chết chóc la liệt. Cái sai lầm của những cái đầu ngồi phòng lạnh ra chính sách trong trường hợp này là tội ác chứ không đơn giản là những sai lầm không mà thôi. Hàng chục container đông lạnh đang đẩy ấp xác để thiêu dần. Đây là hình ảnh sau hàng vạn cái chết, Phạm Minh Chính mới thừa nhận việc chống xung chung với dịch là phải hợp lý. Từ tháng 5 đến tháng 8 là 3 tháng ròng rã, dân đã trả cái giá quá đắt cho sai lầm của người đứng đầu chính phủ và các cộng sự. Sau khi dân đã chết hàng vạn người, thì vào ngày 29 tháng 8, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, mới chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo với 1.060 xã, phường, thị trấn, 209 quận, huyện, thị xã của 20 tỉnh, thành phố, và tuyên bố sống chung với dịch. Miệng thì tuyên bố nhưng hành động thì không hề nới lỏng. Điều đó cho thấy bộ máy nhà nước Cộng sản Việt Nam công cành kém hiệu quả, tốn kém, trên bảo dưới không nghe. Đáng ra khi quyết định chính sách chống dịch, ngay từ đầu làm theo Thái Lan thì dân đâu có cực khổ đến như vậy. Bây giờ trên có nhận thức ra thì dưới cũng không chịu nghe và người chịu khổ vẫn là người dân. Nhà dân vẫn bị khóa, đường dân đi vẫn bị chặn và người dân cứ thế lịm dần và chết dần, chết mòn trong đại dịch. Tại cuộc họp, có kẻ còn cố chấp khẳng định chủ trương lấy xã phường làm pháo đài, người dân làm chiến sĩ trong phòng chống dịch. Đặc biệt có người lại cho là các pháo đài y tế tại xã phường đang phát huy hiệu quả. Không biết hiệu quả thế nào mà dân cũng cứ chết như ngả dạ, đưa tang không kịp. Những con người đó không chịu sự báo cáo. Và nhiều cái chết đã bị giấu đi mà chính quyền không hề đưa vào thông báo thống kê. Xem ra việc sống chung với dịch không thể nào thực hiện được, mặc dù Phạm Minh Chính đã nhận ra. Ông Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cũng cho biết, mặc dù số ca tử vong vẫn cao hơn trung bình của những ngày trước khi triển khai xét nghiệm diện rộng, song hiện đang có xu hướng giảm do hiệu quả bước đầu triển khai tích cực các biện pháp theo phương châm đưa dịch vụ y tế đến gần người dân nhất ngay tại xã phường. Tuy nhiên, cũng còn rất nhiều người dân không thể tiếp cận được với những dịch vụ này. Họ sẽ rất nguy hiểm. Trước đây, ông Phạm Minh Chính có nói rằng chống dịch như chống giặc. Giờ lại bảo phải sống chung với giặc, nói như thế, có khác nào ôm giặc để ngủ chung. Ông Phạm Minh Chính mặc dù đã nhận thức ra được như vậy, nhưng xem ra ông ta thực hiện được thì rất là khó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2021 với bản tin Phạm Minh Chính ngủ chung với giặc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của tờ Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.